Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Covid-19 bùng phát sẽ gây hậu quả thảm khốc. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở cộng đồng tại nhiều địa phương ở Việt Nam hiện nay. Nếu không kịp thời ngăn chặn được, kiểm soát được thì có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường về mặt kinh tế, xã hội và chính trị. Bộ Y tế chiều ngày 2 tháng 8 năm 2020 đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ số 591 lên đến 620. Trong đó có 16 người ở Đà Nẵng, 9 người ở Quảng Nam, 2 ở Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nam, mỗi nơi 1 ca, Khánh Hòa 1 ca nhập cảnh. Đây là hình ảnh đường phố Hội An vắng lặng sau khi Quảng Nam ban hành quyết định cách ly xã hội toàn thành phố từ ngày 30 tháng 7. Trong 9 ngày qua, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng có 120 ca, Quảng Nam 35, Thành phố Hồ Chí Minh 8, Đắk Lắk 3, Hà Nội và Quảng Ngãi mỗi nơi 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Đồng Nai mỗi nơi 1. Hôm nay lại thêm 2 bệnh nhân 524 và 475 tử vong. Tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 620, trong đó có 373 người đã khỏi, 5 người tử vong, 242 bệnh nhân đang điều trị. Hơn 94.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ các vùng dịch được cách ly, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 920 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 14 người, hoặc ở nhà hoặc nơi lưu trú gần 79.000 người. Hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7 năm 2020, từ Hội An, một trong các địa phương ở miền Nam Trung Bộ của Việt Nam, đang phải tích cực đối phó với tái phát dịch bệnh này, kinh tế gia Bùi Kiến Thành trước hết đã đưa ra bình luận bao quát với đài tiếng nói BBC tại London tiếng Việt như sau. Theo tôi, đây là hệ lụy của việc chưa kiểm soát được tốt nguồn nhập cư trái phép. Nếu tiếp tục thì chưa thể tính được mức tác động đến nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng, khoanh vùng các điểm dịch, cách ly các đối tượng có tiếp xúc với người bị bệnh và truy lùng các đối tượng có nguy cơ truyền bệnh trong cộng đồng. Nếu làm tốt công tác này thì có thể giới hạn nạn bùng phát. Theo kinh nghiệm đã trải qua, có thể tin tưởng rằng công tác truy lùng và hạn chế lây lan trong cộng đồng sẽ có kết quả tốt. Bế tắc, ngưng trệ và thất nghiệp cũng đang gia tăng hàng ngày hàng giờ tại Việt Nam. Về hệ lụy ảnh hưởng kinh tế và xã hội của bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán, chuyên gia tư vấn chính sách này nêu quan điểm như sau. Còn về thiệt hại thế nào đến nền kinh tế thì trước mắt đã ghi nhận sự bế tắc của hoạt động du lịch vừa mới được khởi động lại. Rồi đây, các hoạt động liên quan sẽ bị ngưng trệ, thất nghiệp sẽ tăng thêm và sức tiêu dùng sẽ giảm rất nhiều. Đây là hình ảnh nhóm người bị bắt khi đang vượt biên trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Chỉ trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, Bộ đội Biên phòng đã bắt được 53 người Trung Quốc qua Việt Nam. Chỉ riêng đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh ở tỉnh Cao Bằng bắt giữ tổng cộng 21 vụ với 132 người từ Trung Quốc vượt biên qua. Các hoạt động đầu tư nước ngoài mới vừa được manh nha phát triển tốt sẽ bị đình trệ vì nhân sự nước ngoài đến nghiên cứu thị trường và cung ứng lao động cấp cao sẽ bị hạn chế. Môi trường phát triển đầu tư sẽ bị xấu đi, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận đầu tư mới. Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để ước tính hậu quả trong những ngày tới với kết quả của các biện pháp phòng chống dịch như chống giặc của Việt Nam như thế nào thì mới thấy rõ ràng hơn. Và về ảnh hưởng, có thể nói của đợt bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán với một số địa phương ở Nam Trung Bộ hay các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội lớn của cả nước như Hà Nội, Sài Gòn, kinh tế gia Bùi Kiến Thành có ý kiến thêm như sau. Riêng các địa phương ở Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Nha Trang, Phú Yên thì mùa du lịch năm nay sẽ bị tác động rất lớn. Nguồn dịch ập đến ngay trong lúc mùa du lịch đang khởi động lại. Một phần khá lớn các du khách sẽ hủy các chuyến đi kể cả các tour du lịch. Kéo theo là sự đình trệ trong các lĩnh vực liên quan. Sài Gòn, Hà Nội đã có các biện pháp cách ly xã hội để ngăn ngừa lây lan. Việc cần phải làm tiếp là chuẩn bị các phương tiện cứu chữa bệnh, cách ly, hạn chế các khách từ các nơi khác đến để cho không bị vỡ trận. Đây là hình ảnh phố Tây Bùi Viện trước đây luôn đông đúc, nay trở nên vắng hoe vì Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản khẩn cấp về phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó quyết định tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, đồng thời cấm tập trung trên 30 người nơi công cộng từ 0 giờ ngày 31 tháng 7. Hà Nội cũng áp dụng lệnh tương tự. Khi được hỏi Việt Nam cần có biện pháp gì để tiến hành vào thời điểm này để khắc phục hiệu quả bền vững, chuyên gia kinh tế từ Hội An nêu ý kiến như sau. Về hoạt động kinh tế thì theo tôi cần khẩn trương ngồi lại với các hội đoàn, doanh nghiệp, phòng thương mại, Công nghiệp Việt Nam, VCCI v.v. để nhanh chóng thống nhất các giải pháp ứng cứu cho doanh nghiệp, phát triển những thị trường nào có tiềm năng kể cả trong mùa dịch, và đề ra những chính sách, biện pháp tài khóa, tiền tệ cần thiết để doanh nghiệp có thể tránh bị hủy diệt, xây dựng kế hoạch phát triển trong hoàn cảnh giai đoạn mới. Khó tiên lượng, nguy hiểm cao khi được đưa ra đề nghị ra dự phóng tiên lượng tình hình tiếp đây của việc bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán cộng đồng ở Việt Nam sẽ ra sao và nước này cần phải làm gì để có thể quản lý, kiểm soát an toàn, hiệu quả và bền vững đại dịch. Từ Melbourne, bang Victoria, Úc, bác sĩ Phan Đình Hiệp đã nói với đài BBC tại London qua một cuộc thảo luận trực tuyến vào hôm 30 tháng 7 năm 2020 như sau. Nói thật là khó tiên lượng, đợt này có thể nói là nguy hiểm hơn đợt trước. Độ nguy hiểm chắc chắn là cao hơn lần trước. Còn nếu chúng ta tiên lượng là xấu thì cũng buồn cho Việt Nam, mà nếu nói là tốt thì không hợp lý lắm. Thành ra câu hỏi này, câu trả lời xin bỏ ngỏ. Và chỉ thiết tha mong rằng Việt Nam làm xét nghiệm, tức làm test, thật nhiều, giãn cách xã hội cho thật tốt. Đặc biệt tôi tin rằng với người Việt Nam thì khá trung thực và khá quan tâm về vấn đề dịch bệnh này hơn là một số cộng đồng khác. Đây là hình ảnh đường phố Đà Nẵng vắng người sau lệnh giãn cách xã hội. Có thể nói là người Việt Nam quan tâm về viêm phổi Vũ Hán này tốt hơn cả những người ở bên Úc này nữa. Người bên Úc người ta còn chủ quan hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam có những lỗ hổng quá lớn, đặc biệt là những người Trung Quốc ở biên giới vào Việt Nam quá dễ dàng, và cái đó có thể đưa ra đầy đủ các thuyết âm mưu từ đó cũng được, nhưng tôi không phải là người đưa ra thuyết âm mưu. Chỉ muốn nói rằng một mặt người dân phải chống dịch, một mặt chính quyền phải hỗ trợ người dân, mặt khác y tế phải cố gắng tích cực và trung thực, còn lại sẽ là nhờ trời. Sống ở thành phố Oxford, Anh, tiến sĩ Hoàng Kim Phúc, một người chuyên gia trong lĩnh vực sinh học và y sinh học nhiệt đới, nói với đài BBC ở London như sau. Theo tôi nghĩ, đợt dịch này phức tạp hơn đợt dịch trước rất nhiều vì rõ ràng nó đã có triệu chứng, đã lan khá rộng. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, sử dụng những biện pháp giáo diết như đã từng làm ở Việt Nam trong đợt trước thì tôi nghĩ là sẽ có thể kiểm soát được nó. Song ở đây, cái mà tôi muốn nói là hãy tìm cách để chọn lọc ở trong một loạt những giải pháp đã dùng. Những giải pháp nào đã cần phải duy trì, cần phải đẩy mạnh thì đẩy mạnh, còn những giải pháp nào quá đáng thì phải rút. Để làm gì? Câu hỏi đặt ra, tức là để cân bằng giữa sự sống còn của nền kinh tế và đồng thời chúng ta vẫn hạn chế và kiểm soát được dịch bệnh. Khoảng 1,4 triệu người đã từng đi đến Đà Nẵng trong tháng 7 vừa qua. Riêng 3 bệnh viện ở Đà Nẵng có 800 lượt người đến đây. Đây là hình ảnh du khách đã tắm biển ở Đà Nẵng trước khi có lệnh giãn cách xã hội. Vào sáng ngày 2 tháng 8, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế đã chủ trì cuộc giao ban trực tuyến với lãnh đạo Sở Y tế của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và hai lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng, nơi đang điều trị các ca bệnh viêm phổi Vũ Hán. Theo ông Long, Đà Nẵng có khoảng 1,4 triệu người đã từng đi đến Đà Nẵng trong một tháng qua, tính từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 7. Riêng với khu vực 3 bệnh viện đã có tới 800 lượt người đến đây. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề xuất Đà Nẵng áp dụng cách ly như Vũ Hán. Và tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cả nước đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt. Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới, làn sóng thứ hai. 37 trên 63 tỉnh thành có ca lây nhiễm, trên 50% địa phương có dịch nhưng tổng thể đất nước vẫn an toàn, ông nói. Và nhận định về nguy cơ, ông Nhân phân tích hiện không có đủ thông tin dự báo, nhưng từ đồ thị dịch bệnh dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 30 tháng 8 nguy cơ cao nếu không có giải pháp quyết liệt sẽ đạt ngưỡng 10 người nhiễm trên 1 triệu dân. Tức là cả nước sẽ có 970 người đang điều trị trong bệnh viện thì hiện nay chỉ có 216 ca. Và nếu không làm quyết liệt, sau thời gian vàng 30 ngày sắp tới, nước ta sẽ vào diện cả quốc gia có dịch, ông Nhân đánh giá. Bí thư Nhân đặt vấn đề tiếp, Đà Nẵng có 120 người đang điều trị, phải có mục tiêu như thế nào? Câu hỏi được đặt ra. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có nguy cơ lớn. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 đến 27 tháng 7 khi dừng bay có 140.000 người về từ Đà Nẵng. Bình quân 1 triệu người Đà Nẵng có 100 người nhiễm, gấp 10 lần chỉ số dịch mà thế giới công bố. Ông Nhân cho biết rằng cần xác định Đà Nẵng là trung tâm dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm, mức độ rất cao, nhất là khi Bộ Y tế đã thông tin dịch diễn ra 4-5 chu kỳ từ đầu tháng 7. Ông Nhân cũng đề nghị từ kinh nghiệm quốc tế cụ thể ở Vũ Hán, Đà Nẵng phải áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn bệnh dịch. Vào Vũ Hán, khi xảy ra dịch ở mức cao nhất, họ yêu cầu tất cả các gia đình ở nhà, một ngày một người đi chợ một lần, phát phiếu chỉ người đó được ra khỏi nhà. Sau một thời gian, họ không cho đi chợ nữa mà chuyển sang giao nhận thực phẩm tại nhà. Đây là hình ảnh Bệnh viện Giã Chiến Hỏa Thần Sơn, nơi từng điều trị cho các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán sau khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, hiện vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng dù đã ngừng hoạt động hơn 100 ngày. Một bác sĩ ở Vũ Hán, họ Sheng, cho biết nhóm nhân viên y tế đã được thông báo để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát trở lại dịch bệnh vào mùa thu và mùa đông. Vấn đề thứ hai là năng lực cách ly cũng phải tính toán. Vì từ khi kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh, cứ một người nhiễm thì phải cách ly 280 người liên quan. Nếu áp dụng số này cho Đà Nẵng có 100 người thì cần 28.000 chỗ cách ly. Và rõ ràng không thể có chỗ cách ly cho 28.000 người. Đà Nẵng đang cho xây bệnh viện Giã Chiến Trung tâm Thể thao với 1.000 chỗ, nhưng với số người 28.000 thì điểm cách ly đó rất nhỏ bé. Từ đó phải coi cách ly ở nhà, ở gia đình là quan trọng nhất và đề nghị Bộ Y tế có nghiên cứu hướng dẫn về cách ly gia đình, ông Nhân cho biết như vậy. Và ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nói, thành phố Hồ Chí Minh chưa nên giãn cách xã hội, đồng ý đưa 400 người kẹt ở Đà Nẵng về địa phương. Và giãn cách xã hội đã đạt ra tới đâu chứ không phải cả nước giãn cách, nhưng một vài địa phương vì quá nóng vội đã giãn cách xã hội. Hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã dừng lại một số ngành dịch vụ giải trí nhưng vẫn giữ các ngành sản xuất. Thủ tướng nhấn mạnh như vậy khi chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán chiều ngày 2 tháng 8. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao ngành y tế đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó tăng cường các chuyên gia từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào cùng Đà Nẵng, Quảng Nam ngăn ngừa dịch. Ông Thủ tướng của Việt Nam cũng đề nghị các địa phương cương quyết ngăn chặn dịch và khoanh vùng giãn cách xã hội ở khu vực cụ thể khi có dịch có thể thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Như vậy giãn cách xã hội đặt ra tới đâu chứ không phải là cả nước giãn cách, nhưng một vài địa phương đã quá nóng vội đã giãn cách xã hội. Và tình hình diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam sẽ phát triển và tăng các số ca lây nhiễm cũng như người chết lên hàng ngày, hàng giờ trong thời gian tới. Và mọi người, mọi nhà, mọi gia đình đều phải chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, thoibao.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát sẽ gây hậu quả thảm khốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de.